Làm gì có cái chuyện loạn lưng ở chỗ này, trong khi ông cụ Lê Tùng Vân đã là mình đã nắm rất là nhiều những thông tin. Ông nội đã tự cung tự năm rồi sao? Ông nội đâu còn. Vâng, chào mừng tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúng ta đã quay trở lại kênh YouTube của Lý Lắc Vlog. Xin chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta một ngày mới tốt lành. Quý vị ơi, quý vị có khỏe không? Có khỏe không quý vị? What? Khỏe hả? Lý Lắc khỏe re. Quý vị thân mến, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bóc tách, chúng ta sẽ cùng móc nách cái câu chuyện thiền am bên bờ vũ trụ, thiền am bên bờ râm đẳng, thiền am bên bờ tan nát, tỉnh thức bồng lai, tỉnh thức bồng con, tỉnh thức ô gia. Thì như chúng ta cũng biết là mấy ngày hôm nay thì các chàng thanh niên sống với lực lượng của tỉnh thức bồng lai đang ở trong trong trại rồi quý vị, đang trong trại rồi, đang chờ lấy lời khai quý vị ha. Rồi thì thầy ông nội thì cũng nằm ở nhà, cũng vẫn cái như là nhớ Diễm My vô cùng tha thiết. Thầy ông nội thì lúc nào cũng nhớ Diễm My, trong lòng ông nội thì lúc nào cũng Diễm My hết. Mà bây giờ thì không biết Diễm My đang ở đâu. Đó, hiện giờ thì Diễm My ở đâu thì đó là một câu hỏi của rất là nhiều người. Thì mấy bữa trước Lý Lắc làm một cái clip là đi ra đường tìm Diễm My, cũng hỏi người này hỏi người kia mà cũng không ai biết Diễm My ở đâu. Đó, Diễm My ở đâu bây giờ là một con số bí ẩn. À, mà biết đâu là vài bữa nữa là cơ quan chức năng sẽ tìm được Diễm My. Thì sao, đúng không quý vị? Trời ơi, làm gì làm chứ, làm sao qua được con mắt của cơ quan chức năng, đúng không quý vị? Và mấy ngày hôm nay thì các cái kênh Thòn Giái Biển Đông đó, rồi cái kênh Di Ô Môi đó, rồi cái kênh Bà Lan Hai Lúa, Bà Lan Lư Thưa, Bà Lan Răng Thưa đó quý vị, lên um sùm. Mà cái kênh Hòn Giái Biển Đông đó quý vị, thì cái ông đó mình thấy thôi là thua rồi, ông đó là giống như là thua rồi, thúi hẻo rồi. Cái con nhỏ mà Di Ô Môi á thì thôi cũng thua luôn rồi. Rồi bây giờ mình vô cái vấn đề cái kênh của chị Lan Hai Lúa. Không, nhìn hơi già thôi kìa. Coi cô Lan Hai Lúa. Hai Lúa thì tội cộng lúa quá, thôi mình nói là cô Lan Răng Thưa. Cô Răng Thưa, Lan Lư Thưa, Lan Răng Thưa đó. Thì mấy ngày hôm nay thì cô Lan Răng Thưa là tội nghiệp đúng quý vị. Ngày nào cô cũng lên mạng, cô cũng than trách đủ điều chứ. Không biết là cổ với ông Lê Tùng Sèn là có ăn nằm với nhau, có giường chiếu với nhau chưa, hay là đắp chiếu với nhau, đắp mộ cuộc tình với nhau chưa, ấu ve bẹp bẹp chèm chèm bèm bèm ba lem ba lem với nhau chưa hay gì nữa. Giống như là cổ giống như là một người yêu mà đang giống như là đang cầu khẩn để mà giải cứu tình yêu đó quý vị, giải cứu tình yêu đó, gõ cửa trái chim đó quý vị. Cô Hà Lan Hai Lúa lên giống như là gõ cửa trái chim mong anh nó được giàu đó. Thì thấy giống như bà Lan Hai Lúa này, bà lên bà không phải phản biện, bà lên giống như là bà đang kêu gọi, là bà đang làm những cái điều đó. Nói chung là nhìn ngứa mắt đó quý vị. Mà quý vị cũng biết rồi, bà lên mà nói những cái điều như vậy thì những cái thành phần mà những thành phần mà nhận bên kia thế giới, mà những thành phần tào lao á, nó sẽ xuyên tạc về. Đó, nó dựa vào những cái kênh mà YouTube mà amateur này, nó sẽ xuyên tạc về. Thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái đoạn của cô Lan Hai Lúa, cô Lan Răng Thưa. Cô đang chia sẻ nha quý vị. Mời quý vị nghe một cái đoạn clip nha. Làm cách nào để giải quan cho thầy đây? Đó, làm cách nào để giải quan cho thầy đây? Thầy bị quan hả quý vị? Có quan không quý vị? Thầy quý vị nghĩ thì có quan không? Nếu như một người đàng hoàng tu chân chính, không có lừa dối, không có lừa lọc, không có lừa đảo, không có lợi dụng niềm tin, lợi dụng trẻ em, lợi dụng tôn giáo, rồi làm những điều trái với luân thường đạo lý, thì đâu có ai mà nói làm cái gì, đúng không quý vị? Nếu mà làm đúng thì ai đâu mà nói, chả ai lên nói làm gì, đúng không? Ai muốn hại thiền am làm gì đâu, đúng không quý vị? Nhiều người Phật tử người ta lên tiếng nữa, chứ không phải là không ai lên tiếng đâu. Rất là nhiều người Phật tử người ta nhìn ta bức xúc. Những cái người á, người ta nhìn vô là ta biết là như thế nào rồi, tào lao si ba chao rồi đó. Rồi ngày hôm nay bà Lan Hai Lúa bắt đầu bà lên, bà nó kêu là làm biết làm gì để giải quan cho thầy ông nội đây đó. Làm giống như là kiếp này là Lan nợ thầy ông nội một ổ bánh mì rồi. Không phải, kiếp này ông nội nợ Lan một ổ bánh mì rồi. Ước gì ông nội được nút ổ bánh mì cho Lan không.
Nghe bà Lan hay lúa nói cho quý vị. Làm cách nào để giải oan cho thầy đây? Không. Làm cách nào để giải thích cho cả thế giới, cho cộng đồng nông châu? Trời ơi, bà đòi như vậy. Bà đòi giải thích cho cả thế giới luôn kìa. Trời ơi, má không muốn giải thích cho cả thế giới. Tôi nói bà nghe nè, bà Lan hay lúa ơi, bây giờ bà muốn thầy giải thích cho cả thế giới à, thì tôi thấy vậy nè, bà muốn bú chen, bú fan, bú like, hoặc là bà muốn kiếm tiền YouTube, hoặc là bà muốn kiếm tiền những cái thành phần tử mà coi như là phóng đạn nó gửi tiền về cho bà để bà sắm vàng á, để bà sửa răng á đó. Thì tôi thấy vậy, bà muốn coi như là giải cứu thầy ông nội, thì bây giờ bà kiếm đường nào bà tuồn vô cái chỗ mà cái cổng Tịnh Thất Bồng Con á đó, bà tuột quần ở đó, bà đứng đó cho tôi, bà live stream cho tôi, bà live stream 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ cho tôi, bà live stream trực tiếp tôi, bà tuột quần bà đứng ở đó, bảo đảm với bà sẽ giải cứu được ông thầy ông nội liền đó. Quý vị thấy bả lên, bả nói là làm cách nào đây để cho cộng đồng coi như là năm châu quốc tế. Thấy ông nội là gì đâu mà năm châu quốc tế cha. Trời đất ơi, ổng là cái gì đâu mà năm châu quốc tế ghê vậy hả? Hả? Chỉ những cái fan mà u mê, u minh, u nang, buồn chứng, diêm coi như là diêm màn túi, nó để ý quan tâm cái chuyện đó thôi, à, mấy binh vực đó thôi. À, bà nói thiệt, bà Lan hay lúa, bà có phải là bà làm là vợ thứ mấy của ông Lê Tùng Sèn vậy hả? Hả? À, mà bà lên bà nói này nó nọ, cái kiểu bà này rất là xem thường pháp luật Việt Nam của gì đó. Người ta đã đưa vô hết rồi, người ta đã xét nghiệm ADN rồi, à, ra người ta đã thấy trùng huyết thống rồi. Bây giờ cơ quan chức năng đang sẽ xử lý, mà bà này ngày nào bà cũng lên mạng bà ra rả hả? Làm giống như là bà thèm cái ổ bánh mì của ông Lê Tùng Sèn nó hay sao hả? Hả? U mê hết chỗ nói, u mê u nang. Ơi đất ơi, tôi nói thiệt là bà Lan hay lúa, bà không có cửa với thầy ông nội Lê Tùng Sèn đâu. Bà đừng có hy vọng nữa nha, bà đừng có làm kiểu đáng thương. À, cho dù bây giờ là cái gì là bà có giải cứu được thầy ông nội thì bà ổng cũng không cho bà ăn bánh mì đâu, nói cho bà biết vậy đó. À, bà mê ổ bánh mì của ổng đúng không? Quên đi, never. Nghe lại quý vị. Làm cách nào để giải oan cho thầy đây? Oan quá. Làm cách nào để giải thích cho cả thế giới, đủ, cho cộng đồng nông châu à, đủ, hiểu được các thầy bị oan lắm. Ừ, đúng không các bạn? Đúng. Đúng không các bạn nữa chứ. Trời ơi, đúng không các bạn nữa. Ai các bạn với bà hả? Trời ơi, bà lên bà diễn các bạn. Bà lên bà diễn mà bà khóc. Tôi nói thiệt, cái bên mà cái bên lương đó quý vị, nhìn vô cái đội hình là biết lương liền. Nè, con Quỳnh Nhai nè, Quỳnh Nhai nú nè. Đó, quý vị không nhìn. Nó cứ đẩy nè. Trời ơi, nó xấu vô cùng xấu. Rồi ai nữa? Mẹ Duyên Mai nè, cái răng gãy hết cái răng nè. Thêm bà Lan Lư Thưa này, bà Lan Răng Thưa này nữa, đội hình quải. Còn cái gì Đinh Lan nữa. Ờ, nhắc mới nhớ, chị Nguyễn Văn Hằng mới up một cái hình coi như là bên công an Bình Dương đó, có mời Đinh Lan lên làm việc đó quý vị đó, mà Đinh Lan cũng không lên. Mà quý vị cũng biết rồi đó, cái đơn mà người ta mời á là bình thường mời nhiều lần mà không lên á, mốt ta xuống người ta coi như là cưỡng chế luôn. Nói chuyện mà nó làm cái chuyện mà có chuyện mà cơ quan chức năng mời hoài mà không lên à, ta mời lên giải quyết việc không lên, mình sống ở đâu mình cũng phải thượng tôn pháp luật chứ. Cái kiểu mà giống như là mời đó nó không lên quý vị, Đinh Lan á lăn lát lăn ghẻ đó quý vị, mời nó không lên. Quay lại cái cô Lan Lư Thưa này, nghe lại từ đầu quý vị. Làm cách nào để giải oan cho thầy đây? Làm cách nào để giải thích cho cả thế giới, trời cho ơi, cộng đồng nông châu hiểu được các thầy bị oan lắm. Trời đất ơi, thầy bị oan lắm, oan lắm, đúng rồi, oan lắm. À, mà bà cũng giống như là bà cũng tu thành chánh quả rồi đó. À, bà cái kiểu mà tu mà thành cái như là thức luân công tầng thứ 15 rồi, đỉnh của đỉnh. À, bà này đỉnh của đỉnh nè, bà tu thành cái kiểu như là không biết nhục là gì đó. Thôi bây giờ rảnh thì thôi bà lên bà live stream vậy thôi, bà rảnh thì bà đón xe đò hay gì đó, hay bà gần bà ở đâu đó bà đón xe xuống bà chăm sóc con thầy ông cố nội đi đó. Nhớ là xuống là coi như là mặc bikini nha. Mặc bikini vô đàng hoàng nha, để chăm sóc thầy ông nội nha. À, chị còn nhớ là cái đánh răng sạch sẽ nha, bà Lan Răng Thưa. À, nghe bà nói tiếp đi quý vị. Đúng không các bạn? Xin lỗi, tôi lại không cầm được nước mắt. Rồi, bà không cầm được nước mắt rồi, bà chân bị đái trong quần. Không cầm được nước mắt rồi, chuẩn bị đi. Giọt nước mắt
trái ngược đã làm làng tổn thương rất nhiều. Giọt nước mắt trái ngược thôi vì sao vẫn không chung tình với làng. Thôi đi mụ làng ơi, chứ cứ như vậy mà cứ la oan 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 cái chỗ gì hả? Oan cái chỗ nào hả? Hả bà làng răng thưa à, cha thì hốt con thì hốt chứ hốt cha, túa nó xua cào cào hết trơn á, lụm lon tùm lum tài le hết trơn, đẻ ra một bầy con à, lười lao động suốt ngày lên làm trò, bắt mấy con đứa nít, bắt mấy đứa nít làm trò đó quý vị. Nè quý vị, ở trong tỉnh thất bồng lai đó quý vị, chơi lấy mà thu âm vô mấy cái điện thoại đó nha. Nè quý vị, thu âm vô cái điện thoại xong rồi ghim vô cái tai phone, rồi bắt đeo mấy đứa nhỏ nó đeo, nó học bài để nó diễn đó quý vị, nó học bài diễn đó. Đứa nào mà không học bài là vậy nè. Đó quý vị tưởng bở hả, tưởng bình thường hả? À, quý vị có nghe cái clip mà bé Khai Tâm nó nói chưa? Bé Khai Tâm mà từ tỉnh thất bồng lai nó thoát ra được, nó nói cho quý vị. À, huấn luyện các bé như vậy đó chứ mới đơn thuần đâu nha. Nhiều người nói chứ không phải là một người nói đâu quý vị, chúng ta phải tin chứ. Nhiều người nói bộ mình không làm điều xấu thì lấy cái gì để người ta nói. À, rất là nhiều người nói, đến ngày hôm nay cơ quan chức năng đã hốt nguyên cái trọn ổ lên vậy rồi, ta chờ xử lý rồi đó. À, mà bà coi như là bà Lan Hai Lúa thì vẫn lên khóc lóc lê lết, nước mắt nước mũi chảy lòng thòng đó. Bà đang bà lấy cái gì quần xà lip cái gì bà chụm vô thịt mũi nó cũng vậy, mù quáng vừa thôi trời ơi, mù quáng quá trời, mù quáng luôn. Không biết bà này coi như là bà lên bà gào vậy đấy, bà ai cho bà tiền, bảo đảm là có người cho bà tiền, có người cho bà tiền đó. Chứ là bà lên bà làm clip để bà coi như là bà bú like bú fame đó quý vị, để kiếm tiền quảng cáo YouTube. À rồi lên khóc hụt thà hụt thịt, hụt thà hụt thịt, rồi mấy cái fan u mê u nang buồn trứng đó, mấy cái fan mà sồn sồn già giá dép đồ đó, người ta coi như là thấy động lòng thương đó, thấy bà Lan Hai Lúa này thấy tội nghiệp, bắt đầu tới gửi tiền cho đó. Thật ra bà Lan Hai Lúa này là mê cái ổ bánh mì của ông cái như là Lê Tùng Sèn đó. Bà Lan Hai Lúa này ước gì bây giờ là ông Lê Tùng Sèn nặng cấm cái ổ bánh mì trong cái ổ điện của bà, cái này tự cái gì cấm ổ điện. Ôi trời ơi, Lê Tùng Sèn ơi. À, rồi bà đi minh quan cho thằng cho khầy đi. Bà đi minh quan cho khầy đi. Sao bà không cưới ông khầy luôn đi đó, cho nó chọn ổ. Bà khóc thụt thịt, nghe bà khóc nữa quý vị. Chính như vậy mà tôi không có muốn lên live. Tôi cũng không muốn nói gì nữa. Tôi nói như thế này, một số người tưởng rằng tôi không lên live, rằng nghĩ rằng là tôi đã sợ, bà tưởng bà chết rồi. gì bà nói gì, bà nói ai ấu chỉ à quý vị, bà nói ai ấu chỉ nè, bà nói ấu chỉ nó quý vị. Ai rằng là nghĩ rằng là tôi đã sợ là các người rất là ấu chỉ. Tôi chỉ sợ trong cái giây đoạn này, trong giây phút này. Trong giây phút chia ly, tim này luôn nhưng về chàng, tim sao dầm đường nhưng nhớ nhà hoài, tìm qua internet để làm email cho chàng. Này chàng dân chàng hỡi, tim này luôn trao dân chàng. Đó, bà Lan Hai Lúa là chắc chắn là bà mê cái ổ bánh mì của ông Lê Tùng Sèn luôn, bảo đảm luôn, mê cái ổ bánh mì của ông Lê Tùng Sèn nè. Bây giờ thả bà Lan Hai Lúa này vô tỉnh thất bồng lai cái là coi như là bà banh càng cái ông Lê Tùng Sèn, để ổ bánh mì vô cái là bà Lan Hai Lúa oh yeah, cấm ổ điện liền. Nó bậy quý vị, nhiều người vô kênh Lý Lắc này khi nó tào lao nó bậy. Nó vui quý vị ha. Thì nó thật sự là quý vị, cái chuyện vui là phải chuyện phải tục, tục nó mới vui quý vị, mà tục thanh thôi. Tục trong cái mức độ nào đó thôi. Nhiều khi mình nói như vậy á, nhưng mà những cái trẻ em nó nghe đâu có hiểu đâu. Mình nói cấm ổ điện, đút ổ bánh mì vô này kia, nít nó coi nó đâu có hiểu. Mình nói là tục thanh đó quý vị ha. Đó. Bà Lan Hai Lúa này nhìn cái màu là mê ông Lê Tùng Sèn rồi, mê ông Lê Tùng Sèn, mê ổ bánh mì của ông Lê Tùng Sèn rồi đó. Giọt nước mắt của chúng tôi rơi. Giọt nước mắt của chúng tôi rơi nè. Thôi má, có mình má rơi ai đâu rơi. Không có gì mà rơi nước mắt hết trơn á. Bên kia mà bên kia bắt thẳng luôn, bây giờ cơ quan chức năng hốt bên kia thì có ông Lê Tùng Sèn có chuyện gì bất quá, thì bây giờ ông bao nhiêu tuổi rồi, ông làm sai trái thì bất quá cũng giống như là nếu mà cho ông ngồi tù thì ông ngồi được bao nhiêu năm nữa đâu, bây giờ ông ở ngoài cũng sống được bao nhiêu năm nữa đâu. Cái quan trọng á là cái lớp mà kế thừa cái thế hệ tiếp theo, cái những cái thằng con của ông Lê Tùng Sèn đó. Đó, sau khi mà ông Lê Tùng Sèn mà qua đời một cái là nó vào cái vị trí của ông Lê Tùng Sèn đó, bắt đầu nó tiếp tục nó hoàng hóa chúng sanh, nó hoàng hoại chúng sanh nữa. Một cái tổ chức nó hoạt động như vậy, một mình ông Lê Tùng Sèn chị không nổi rồi, một giờ một bay con của ông nữa, rồi bay con nó lên, nó lớn lên, nó già lên nữa, cỡ nào nữa quý vị. Một cái tỉnh thất bồng lai muốn làm mấy chục cái tỉnh thất bồng lai, thiền am bên bờ vũ trụ nó làm cho mấy chục cái nữa, rồi bao nhiêu con gái người ta nó dụ dỗ rồi đó, rồi nó cho coi như là cạo đầu ở trong đó,
rồi suốt ngày là ăn ở không, cứ nằm cứ quay clip quay đồ làm cái trò lên để lợi dụng niềm tin của những cái mạnh thường quân đó để lấy tiền của người ta. Tỉnh giấc đi cưng, sẽ là cái sự mãn nguyện của chúng nó. Nên tôi không muốn thổ lộ cái tình cảm ở đây, đúng không thích? Không muốn thổ lộ tình cảm ở đây mà bà lên mà khóc cũng như là như mưa mà còn mà nó chưa thổ lộ tình cảm. tôi không muốn thổ lộ cái tình cảm ở đây, đúng không các bạn? Chứ không phải mà tôi không lên đây là tự vì tôi sợ chúng nó. Tụi bay là cái thứ nào? What? Tụi bay là cái lũ nào? Chơi chửi giữ cô Lan hay lúa à, cô Lan răng thưa, tụi bay là cái thứ nào, tụi bay là cái lũ nào? Cái thứ cái lũ này bà nên dành ở trong cái tỉnh thức bồng lai đi bà Lan ơi. Bà nên tỉnh ngộ đi bà Lan, bà cũng có tuổi rồi, có con có cháu rồi, bà đừng có làm mấy cái chuyện mà nó mắc cười quá trời luôn á. Thiệt á, cái nào người ta phải phân biệt đâu, cái nào đúng đâu nào sai, đừng có mù quáng quá bà Lan hay lúa ơi. Bà Lan răng thưa ơi. À, còn bà gào cho đã đi, rồi tới sắp tới nữa cơ quan chức năng á, sau khi họ điều tra rồi bắt đầu những cái hành vi mà sai trái trong thiền am, coi như là trắng đen rạch rồi, thì lúc đó tôi thiệt bà chỉ có nước đổ quần. Bà có nước đổ quần, dẹp bẻ kênh YouTube bà luôn đi, bà đổ quần, dẹp bẻ kênh YouTube luôn đi, bà đi ngủ luôn đi. À, cho nó khỏe. Lớn tuổi rồi mình phải lên mạng, mình truyền những cái lời hay ý đẹp nào, mình cho những thế hệ con cháu này kia nó biết được những cái gì mà sai để nó tránh, biết được những cái điều tốt, điều hay lẽ phải để mà nó học hỏi. Bà lên mà cổ suý cho những cái chuyện mà tào lao lụm lon của thiền am bên bờ như tan nát, mà cổ suý mà lên mà làm như vậy, cái những người giống như cái dạng của bà Lan hay lúa này làm hỏng cả thế hệ mà cái đất nước mà ai cũng như bà Lan hay lúa này thôi suốt ngày chắc ngồi live stream nói nhảm không đúng quý vị, ngồi lên live stream nói nhảm không, nói cái gì nó có ích, phải nhận biết được cái điều sai trái, cái mặt trái của xã hội để mà mình tránh. Bà thấy hay quá thôi, bà có con có cháu bà không dí hiến dân vô tỉnh thất bồng lai cạo đầu đi, đưa vô trong đó cho tụi nó ố ve cho đã đi hả. Nó chơi 76 kiểu 72 kiểu đó, giác chài qua núi, nó đu dây điện, nó giọng cừ, nó trộn bê tông đó, lúc đó con cháu bà tan nát không đó. Bà có con mà bà lên bà ngồi bà làm bông đào dễ quá cho thầy ông nội đi, hay là bà muốn gặm bánh mì của thầy ông nội hả? Mà có thể mà uy hiếp được tất cả những người yêu thương sự tục. Trời ơi, làm cách nào để giải quan cho thầy đây? Thôi con lại má. Quý vị, suốt ngày bà lên làm cách nào? Tôi nói quý vị, bà Lan lưa thưa này, bà Lan năng thưa này, bà lên mà cứ khóc, bà khóc. Từ cái bữa mà thầy ông nội coi như là bị bố ráp là tới bên đây bà khóc lóc hoài quý vị. Làm như bà si tình quý vị. Bà si tình, bà này bà mê ổn mì của ông thầy ông nội rồi. Đó, hôm bữa là trên cái cuộc live stream mà ba mẹ Jimmy, anh Thắng chị Mai đó, với chị Nguyễn Phương Hằng, với luật sư Kim, với tiến sĩ Đặng Anh Quân live trong buổi live stream đó quý vị. Thì trong buổi live stream nó có công bố là có một cái anh thợ nào đó mới vô tình thấy ông Lê Tùng Sàn là ông đứng ngay cái gốc cây đó, ông mới coi như là ông tè, thì đó mới thấy cái láp của ông, thì ở đầu thấy cái láp của ông bằng chai nước suối, đó, bằng chai nước suối luôn, mà lúc đó không biết sao mà nó bự bằng chai nước suối quý vị, cái này là cỡ chai nước suối đâu quý vị, đó, láp bự, ổn thì cũng bự, nghe nó gớm đi, trời ơi, đó, cỡ bà Lan hay lúa này ông để vô họng một cái coi như là rụng hết răng luôn. Hết nói luôn, lúc đó không còn Lan răng thưa nữa, mà Lan không răng. Ông lên từng sàn, ông lại ông kêu Lan hay lúa con hãy nằm xuống để thầy quằn quá con nha. Đó, bà Lan răng thưa vừa nằm xuống cái ông lên từng sàn, ông ngồi phía sau ha, ông để cổ miệng ông đập lên trán một cái bấm cái, trời ơi lúc đó bà Lan răng thưa là trời ơi. Thầy ơi. Trời ơi quý vị, thấy cái bà Lan răng thưa này, bà lên bà bào chữa, bà kêu gọi, rồi bà lên bà nói này đó nọ. Thế cái đám mà bên mà tỉnh thức bồng lai, mà những cái YouTube mà lên nó đang phản biện bên tỉnh thức bồng lai mà đang mà giống là kêu gọi người này kia để mà cầu cứu, để mà giải quan cái tỉnh thức bồng lai, quan cái gì mà quan đó. Mà quý vị nhìn cái đội hình bên kia đâu, Lan hay lúa nè, rồi cái gì nữa, rồi
con Lý Lắc chỉ biết vài kênh đó thôi, còn nhiều quý vị như coi nhiều kênh thì quý vị biết Lý Lắc thấy mấy cái kênh đó nó hiện hiện này. Lý Lắc coi là bà Lan Hai Lúa, bà Lan Lan Thưa nè, thằng Di Cu Te, thằng Di Ô Môi nè đó, thằng gì cái con quỷ Ô Môi, quỷ Ô Môi, quỷ Di Ô Môi nha, rồi ông Hòn Giái Biển Đông nữa nè, cầu lao tôi bảo đảm quý vị luôn, mấy cái kênh này nói cho đã đi, tới một ngày nào đó nha đủ chín mùi cả cơ quan chức năng sẽ chộp đầu mấy cái đứa này à, sẽ chộp đầu mấy đứa này à, tôi nín cái họng lại à, tôi nín cái họng hết nói lại, lên nói tào lao, Lý Lắc cũng nói tào lao nữa. À, nói tào lao vui thôi quý vị ơi, nói chung là vui thôi à, còn làm gì làm thì có cơ quan chức năng họ xử lý chứ mình cũng đâu có mà ngồi sổ lên pháp luật để mình xử lý đâu à, nhưng mà mình là một cái người thông minh, một cái người á là biết nhìn nhận đúng sai sự việc, mình nhìn là mình biết cái nào đúng cái nào sai rồi, nó rõ rành rành như ban ngày vậy rồi, còn lấy bào chữa cái gì nữa, ai quan nữa, ai quan đâu hả, bà đó, bà Lan Hai Lúa nè lộn xộn nhất trong cái đám lu bu. Thôi thì ngày hôm nay lên cũng trò chuyện với quý vị vài điều thôi cho nó vui đó quý vị ha. Thì còn cái chuyện sắp tới thì cơ quan chức năng họ sẽ giải quyết. Rồi ngày mai ý ngày hôm nay là ngày 15 rồi. Hôm nay là ngày 15 rồi quý vị. Ngày hôm nay đâu quý vị sẽ có kết quả. À, sẽ có kết quả từ Bộ Công an về cái vấn đề mà tiền từ thiện. Đó. Chính thức ngày hôm nay cơ quan chức năng sẽ trả lời về cái tiền từ thiện của các ca gừng sĩ. À, chúng ta sẽ chờ kết quả trong ngày hôm nay nhé. Và nhớ lâu lâu lướt vào kênh Lý Lắc để xem những clip vui tươi và ăn xịt chết quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vài phút quảng cáo của Lý Lắc Bản Yến. Xin mời. Tiền nhiều để làm chi? Tiền nhiều để làm gì? Mua yến ăn đi để bồi bổ sức khỏe cho gia đình và người thân của chúng ta. Nè, mua 10 hũ yến nhỏ, em sẽ tặng cho một hũ, giá chỉ có 69k một hũ thôi, bao ship toàn quốc nha. Rồi, và đặc biệt bên em có yến tổ Nguyên Long. Đó, yến tổ Nguyên Long là nó có Nguyên Long, còn Long còn yến nguyên. Nhà mình đừng có yến tinh chế nữa, yến tổ Nguyên Long thì giá 2.899k, còn yến tinh chế thì nó rẻ hơn tí xíu, rẻ hơn 100k đó là 2.799k. Và bên em có yến tổ rút lông nữa. Đó, yến tổ rút lông. Và em có sẵn ở đây luôn nè, yến tổ rút lông. Đây, yến tổ rút lông đây. Đó. Yến tổ rút lông là nó không có cọng lông nào hết. Đó, nó nguyên tổ vậy nè. Và cái giá này là 3.799k một lạng nha, chứ không phải một ký đó nha. Bán một ký vô đây là em sạc nghiệp luôn nha. Một ký yến mà bán 3 triệu mới là sạc nghiệp luôn đó. Nè, mua cái này đó, có tặng kèm nữa nha. Tặng kèm là táo đỏ. Đó, táo đỏ để nấu kèm nha. Và đi kèm với táo đỏ thì có đường phèn. Trời ơi, nói với quý vị nha, cái này bồi bổ sức khỏe rất là tốt nha, rất tốt nha quý vị. Tốt cho tim mạch nè, tốt cho huyết áp nè nha. Rồi những người nào mà sức khỏe không được tốt á nha, rồi ăn cái này là rất là khỏe, rất là tốt luôn. Nói về yến này quý vị đã biết rồi đúng không? Mà yến bên em rất là đặc biệt, rồi rất là ngon nha. Quý vị thử, dùng thử một lần đi, hoặc là mua yến hũ ăn thôi, có 69k một hũ thôi, mua 10 tặng 1 à, ship toàn quốc luôn, phi ship luôn. Đó, mua ăn thử cái yến hũ đi nha, ăn bảo đảm luôn, đặc sệt luôn, không giống như những cái yến chỗ khác bán mà nó lỏng le lỏng lét nước không đâu, cái này là cái rất là nhiều, tại vì ở nhà làm nha, uy tín của Lý Lắc nha. Rồi, và đặc biệt nữa là có yến tổ cam giá 6.999k, yến tổ cam tinh chế thì nó rẻ hơn 500k, đó là giá thành 6.199k. Và đặc biệt nữa là có yến huyết nha, yến huyết mắc tiền lắm quý vị, 10 mấy triệu một lạng lận. Và những mặt hàng bao ship toàn quốc nha, bảo đảm ăn một lần là nhớ hoài, ăn là nhớ hoài nha. Rồi rất là ngon nha, kính mong tất cả cô chú các chị chúng ta nếu như chúng ta có điều kiện, chúng ta hãy bồi bổ sức khỏe, lo lắng sức khỏe của mình. Sức khỏe là trên hết, sức khỏe là vàng là bạc, có sức khỏe mới kiếm tiền được nha. Nhớ người yếu không khỏe hãy liên hệ Lý Lắc qua Zalo để mua yến về ăn, bảo đảm với quý vị không ngon không lấy tiền nha. Yeah. Rồi, xin cảm ơn tất cả quý vị đã xem hết clip của Lý Lắc. Chúc cho tất cả quý vị thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Nhớ không khỏe mua yến của Lý Lắc ăn nhé. Chào tạm biệt mọi người.